Bạn đang nhìn thấy trên bản đồ, đó là Israel và Iran. Hai quốc gia này không hề có chung đường biên giới, nhưng lại đang là những kẻ thù không đội trời chung của nhau. Điều gì làm nên sự đối nghịch này? Có phải từ khi sinh ra, họ đã là những người không thể chấp nhận sự tồn tại của quốc gia còn lại? Đâu là khác biệt giữa hai quốc gia này? Và nếu một ngày có xung đột giữa hai bên, quân đội bên nào được đánh giá cao hơn và mạnh hơn? Đầu tiên hãy nói đến Israel. Israel là một quốc gia nhỏ với diện tích chỉ hơn 20.000 km². Đất nước này có khí hậu rất đa dạng với những ngọn núi tuyết và có cả sa mạc. Hơn một nửa dân số sống trên vùng đồng bằng nhỏ hẹp ven biển gần Địa Trung Hải. Biển chết thì cũng nằm giữa Israel và Jordan. Và biển chết có một điểm 416m dưới mực nước biển. Nó là điểm thấp nhất trên bề mặt của trái đất. Israel có dân số chỉ chừng 10 triệu người. Dân số nhỏ và một quốc gia bé, nhưng kinh tế, quân sự và con người của Israel thì vẫn luôn được đánh giá rất cao. Họ chính là đất nước của người Do Thái. Israel được thành lập để trở thành tổ quốc của người Do Thái. Luật trở về của Israel cho phép toàn bộ người Do Thái và những người có tổ tiên gốc gác Do Thái quyền có tư cách công dân Israel. Cần phải biết rằng, khi quốc gia này được thành lập vào giữa thế kỷ 20, dân số của họ là chưa đầy 1 triệu người. Còn đây là Iran. Chúng ta quen gọi họ với tên gọi là Ba Tư. Đây là tên gọi phổ biến trước đây và là tên gọi cũng xuất hiện nhiều trong các tác phẩm văn học. Iran nằm ở khu vực giữa Trung Á, Nam Á và các quốc gia Ả Rập Trung Đông. Với vị trí này và khả năng tiếp cận Vịnh Ba Tư ở phía Nam, Iran trở thành một quốc gia quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử. Vị trí địa lý đã cho phép Iran sở hữu điều này và nó sẽ mãi mãi không thay đổi. Nếu chúng ta so sánh Iran với Israel, thì lãnh thổ của Iran rộng đến 1.648.195 km², tức là hơn 1,6 triệu km², mà so với Israel thì chỉ hơn 20.000 km², một sự chênh lệch rất lớn về cương vực. Dân số của Iran là khoảng 85 triệu người, tức là cũng hơn 8 lần so với Israel. Nhưng đó vẫn chưa phải là những sự khác biệt lớn nhất. Khác biệt lớn nhất nằm ở việc Israel là một quốc gia của người Do Thái, còn Iran là một quốc gia Hồi giáo, một quốc gia lớn của những người Hồi giáo. Hồi giáo dòng Shia là tôn giáo chính thức của đất nước này, và ước tính từ 90 cho đến 95% dân số Iran là những người theo dòng Hồi giáo Shia. Và quyền lực tối cao ở Iran không phải là tổng thống, cũng chẳng phải là thủ tướng, mà đó là lãnh tụ tối cao, một lãnh tụ được bầu ra bởi những người theo đạo Hồi. Ông có quyền lực cao hơn cả tổng thống Iran và là người bổ nhiệm những vị trí đứng đầu nhiều chức vụ quyền lực ở trong quân đội, chính phủ dân sự và tư pháp. Hiện nay, lãnh tụ Ali Khamenei, 84 tuổi, chính là lãnh tụ tối cao của Iran. Ông đã đảm nhiệm vị trí này từ năm 1989. Vị trí cho phép ông có tiếng nói cuối cùng trong những chính sách quan trọng nhất của cả đất nước Iran. Đến đây thì có lẽ bạn đã dần hiểu được tại sao Iran và Israel không ưa nhau đến vậy. Và thêm một nguyên do nữa, hãy xem người hàng xóm và cũng là đối thủ của Israel trong suốt những thập kỷ qua là ai. Đó là Palestine, và Iran thì đứng sau Palestine. Song chừng đó thì vẫn chưa đủ để hai quốc gia này không đội trời chung với nhau và sẵn sàng lao về phía nhau. Thực tế là trong quá khứ, Israel và Iran từng có quan hệ gần gũi như những người bạn. Nhưng mối quan hệ này trở thành thù địch từ sau cách mạng Hồi giáo Iran. Nguyên do câu chuyện là như thế này. Thời còn nồng ấm thì Iran là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo thứ hai công nhận Israel là một đất nước vào năm 1950, chỉ sau có Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Đến phần này thì mình đã phải sử dụng rất nhiều tư liệu tham khảo từ các báo chí uy tín ở trong nước. Khi chiến tranh lạnh diễn ra, là một nguồn cung cấp dầu quan trọng, cộng với quyền kiểm soát con đường tiếp cận Vịnh Ba Tư, Iran đã trở thành một đồng minh quan trọng của Mỹ. Và về vấn đề này thì họ tìm thấy điểm chung lớn với Israel. Bạn của bạn thì cũng là bạn của mình. Trong giai đoạn này, hai nước rất là thân thiết với nhau, hợp tác trên nhiều vấn đề về quân sự, về công nghệ, về nông nghiệp, về dầu khí. Iran khi đó coi Israel chính là cánh cửa để đón nhận sự ủng hộ và tài trợ lớn từ nước Mỹ. Nhưng quan hệ giữa hai nước bắt đầu trở nên thù địch sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran vào năm 1979. Cuộc cách mạng đã chứng kiến việc lật đổ nhà vua Mohammad Reza Pahlavi và một nhà nước Cộng hòa Hồi giáo theo dòng Shia đã hình thành dưới quyền lãnh đạo của ông Khomeini. Trong các bài phát biểu đầu tiên, ông Khomeini đã chỉ ra hai kẻ thù chính của Iran là Mỹ và Israel. Thế là nòng súng đã được quay ngược hướng, đồng thời vạch ra chính sách đối ngoại thân cận hơn với các quốc gia Ả Rập. Thế là kể từ năm 1979 đến nay, mối quan hệ giữa hai cường quốc trong khu vực này đang ngày càng trở nên căng thẳng.
Những Hồi giáo dòng Shia ở Iran từ lâu đã coi Israel là một quốc gia bất hợp pháp. Quốc gia này đã chiếm đoạt các vùng đất của người Hồi giáo và đuổi người Palestine ra khỏi quê hương xa xưa của họ. Họ tin rằng Israel nên được thay thế bằng một nhà nước phi tôn giáo, trong đó người Hồi giáo và người Do Thái sống bình đẳng. Iran không ở gần Israel, nhưng Iran muốn tạo những tác động lên Israel. Vậy là lãnh đạo tối cao của Iran, ông Khomeini, đã ra lệnh thành lập lực lượng dân quân Hồi giáo Hezbollah ở Liban, một quốc gia Ả Rập có cộng đồng người Hồi giáo Shia đông đảo và thân thiết với Iran. Mục tiêu của Hezbollah đương nhiên là chống lại Israel. Đến năm 1990, Israel ngày càng lo ngại về khả năng Iran nối lại chương trình hạt nhân, vốn bị gián đoạn sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Iran thì cứ một mực phủ nhận, Israel thì vẫn một mực cho rằng nước này đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Và vấn đề hạt nhân Iran kể từ đó đã được các đời lãnh đạo Israel coi là mối đe dọa hàng đầu trong khu vực. Sự sụp đổ của Liên Xô, chiến tranh vùng vịnh lại càng chia cách đôi bên. Và ngày nay, vấn đề của hai nước liên quan đến Syria, liên quan đến Palestine và những xung đột khác đang leo thang ở trong khu vực. Vậy giả dụ nếu có một ngày Iran và Israel xảy ra xung đột, thì bên nào được đánh giá cao hơn? Đây là so sánh sức mạnh quân sự giữa Iran và Israel. Đầu tiên là hãy so sánh về tiền. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đã tính toán ngân sách quốc phòng của Israel rơi vào khoảng 23,4 tỷ đô la Mỹ, bao gồm trong số này là 4 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự hàng năm của Mỹ vào năm 2022. Iran là một quốc gia có dân số đông hơn, diện tích lớn hơn, nhưng ngân sách quốc phòng thì lại ít hơn. Ngân sách quốc phòng chỉ tương đương khoảng 6,8 tỷ đô la Mỹ mà thôi. Iran bù đắp cho ngân sách nhỏ của mình bằng cách giảm chi phí vận hành và mua sắm vũ khí, cộng với việc tập trung vào các giải pháp bất đối xứng, chẳng hạn như là chuyển đổi các tàu chở dầu cũ thành căn cứ nổi ở tiền phương, mà cụ thể là trên biển. Còn về vũ khí thì sao? Cả hai nước đều có ngành công nghiệp quốc phòng nội địa lớn, cho phép sản xuất gần như mọi thứ vũ khí nhỏ cho đến những vũ khí lớn như xe tăng, máy bay không người lái, tên lửa. Israel đã xây dựng lĩnh vực quốc phòng của mình với sự hợp tác và hỗ trợ rất lớn của Mỹ. Trong khi Iran, nước bị trừng phạt nhiều thập kỷ, đang hướng tới việc sản xuất càng nhiều nhu cầu quốc phòng trong nước càng tốt. Nếu như Israel có một con át chủ bài quan trọng là vũ khí hạt nhân, mặc dù không xác nhận mà cũng chẳng phủ nhận việc sở hữu vũ khí như vậy trong một chính sách được gọi là sự mơ hồ có chủ ý, Israel bị nghi ngờ có tới 80 đầu đạn hạt nhân có thể phóng từ máy bay và tên lửa. Thế còn Iran thì sao? Iran cũng phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân và tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, trong khi phát triển kho vũ khí tên lửa thông thường khổng lồ. Nhưng lại có một con át chủ bài khác, đó là khả năng phong tỏa eo biển Hormuz, vốn về cơ bản là mang lại cho nước này sức mạnh làm tê liệt các nền kinh tế phương Tây trong trường hợp bị tấn công, bằng cách họ sẽ ngăn chặn 30% tổng lượng dầu thô được vận chuyển qua đường biển ở eo biển này. Về kinh nghiệm chiến đấu, trải qua hơn chục cuộc chiến tranh và nổi dậy với các nước láng giềng và với Palestine từ năm 1948, Israel cho đến nay là quốc gia có quân đội thiện chiến nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc xung đột diễn ra ở Gaza đã chứng minh rằng lực lượng chiến đấu không phải là thứ được truyền lại qua các thế hệ, với việc quân đội Israel đã gặp phải những vấn đề đáng kể khi chiến đấu với Hamas và các lực lượng dân quân khác. Iran thì cũng không hề thua kém về mặt kinh nghiệm. Họ cũng có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể. Để kiểm chứng điều này, hãy hỏi những người Iraq. Trong nhiều thập kỷ kể từ đó, quân đội Iran đã có được kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều cuộc xung đột khác, từ các cuộc nổi dậy trong nước đến việc hỗ trợ, tư vấn cho các nhóm nổi dậy ở nước ngoài, trong đó có Hezbollah. Và cuối cùng, về phần đồng minh. Nếu cuộc khủng hoảng giữa Iran và Israel trở nên nóng bỏng, các đồng minh của cả hai bên khó có thể ngồi bên lề. Đồng minh và nhà tài trợ hàng đầu của Israel chính là Mỹ, nước có nhiều căn cứ quân sự lớn bao quanh Iran ở Vịnh Ba Tư và các nước Ả Rập, cùng các cơ sở hỗ trợ ở các nước như là Iraq, Jordan, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Sự hiện diện của Mỹ trong khu vực cũng bao gồm hạm đội 5 với một nhóm tấn công tàu sân bay được triển khai ở tiền phương, các lực lượng viễn trinh, hậu cần, giả phá bom mìn, tàu ngầm và trinh sát. Mỹ đã sử dụng hạm đội 5 một cách rộng rãi cho các cuộc chiến tranh ở Trung Đông và Afghanistan trong suốt hai thập kỷ qua. Còn về phần mình, Iran có một loạt các đồng minh, nhà nước và phi nhà nước trên khắp khu vực được gọi là trục kháng chiến, tức là bao gồm cả những nhà nước chính thức và bao gồm những lực lượng nổi dậy khác ở Syria, ở Liban và cả ở Yemen. Iran cũng có đối tác là các cường quốc trên thế giới, ví dụ như là Nga và Trung Quốc, ngay cả khi họ không trực tiếp tham chiến, nhưng họ có khả năng hỗ trợ tại các diễn đàn đa phương như là Liên Hiệp Quốc chẳng hạn. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.
Và có lẽ bạn cũng đã hiểu tại sao Iran và Israel ghét nhau đến nhường vậy. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story, đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.